đây là tình trạng cũng như là dáng ngực của chị khách hàng trước khi làm. Thì chị này là có cái phần ngực, có cái phần mô tuyến, tuy nhiên là chị thấy là ngực rất là bé và không có phù hợp với lại cái cơ thể của chị, cho nên là chị quyết định là mình sẽ tiến hành nâng ngực nội soi để cho hai bên ngực của mình cân chỉnh với nhau đầy đặn hơn và quyến rũ hơn. Cho nên các bác sĩ của bệnh viện JW Hàn Quốc đã quyết định là mình sẽ nâng ngực nội soi và áp dụng công nghệ là nâng ngực nội soi 4.0 để có thể đặt túi ngực vào bên trong ở dưới lớp cơ của cái vùng ngực để tạo cho ngực mình có khe ngực nè, hai bên cân đối với nhau và tỷ lệ ngực của mình nó sẽ được to hơn so với lại sự mong muốn của khách hàng. Dạ rồi đây, khách hàng mình có thể thấy là dáng ngực của chị khách hàng sau khi làm xong nè. Đây, như em có chia sẻ là sau khi làm xong là ngực của chị này hiện tại đã tăng size hơn so với lại trước mà chị mong muốn. Hai bên ngực to hơn, đầy đặn hơn và quyến rũ hơn rất là nhiều. Và nhìn từ dưới lên là mình thấy là hai bên dáng ngực của chị có một cái độ nhô phù hợp với lại cái cơ thể của mình. Đặc biệt á mọi người, khi mà khách hàng đến với lại bệnh viện JW Hàn Quốc, mình sẽ có được mô phỏng qua máy 3D, mình sẽ được xem ngực của mình sau khi làm như thế nào luôn. Cho nên là khách hàng của bệnh viện có thể yên tâm khi mà mình chọn cho mình một cái size ngực. Thì đây là mình thấy trước và sau khi làm nè, đó. Trước đây là ngực có một phần mô tuyến thôi nhưng mà không có được đầy đặn, cho nên là sau khi làm xong là hai bên cân đối tỷ lệ nó rất là phù hợp. Trước, đối với lại khách hàng có một số câu hỏi hỏi em là nâng ngực như vậy thì đối với lại trường hợp mà mình bao lâu là mình có thể đi lại sinh hoạt bình thường, thì đối với lại trường hợp khách hàng sau khi mà nâng ngực á thì mình có thể đi lại sinh hoạt nhẹ nhàng sau một đêm rồi. Đối với lại trường hợp khách hàng mà làm đường nách như chị này thì giúp em thêm là mình cũng tránh những cái hoạt động mạnh và mình cũng như là mình cũng hạn chế giơ tay quá cao đầu hoặc là cúi người quá thấp để làm cho cái vết thương của mình nó đau nha, hạn chế giùm em vấn đề đó. Còn đối với lại trường hợp này làm xong thì mình cũng có thể đi máy bay bình thường, tại vì bệnh viện áp dụng công nghệ 4.0 vào cái nâng ngực thì sẽ giúp cho khách hàng thứ nhất là hạn chế tình trạng bị chảy máu nè, cái thứ hai nữa là ngực của mình mau hồi phục hơn và cũng như là giúp cho ngực của mình mau ổn định hơn sau cái quá trình mình làm ngực. Sắp Tết rồi mọi người, cho nên là trong thời điểm này chị nào mà đang cần nâng ngực hay là mình muốn làm mũi hay là làm mắt á, thì trong thời điểm này thì mình làm là kịp rồi, tại vì từ đây đến Tết là khoảng 3 tháng thì tất cả những dịch vụ mình làm thì nó sẽ ổn định cho mình hết luôn. Cho nên là mình có thể tranh thủ thời điểm này mình đăng ký làm đẹp. Hiện tại thì có rất là nhiều khách hàng inbox cho em và đặc biệt là mấy chị ở nước ngoài. Thì có hỏi em là nếu mà mình làm kết hợp, ví dụ như làm ngực hay là làm mũi hay là làm ngực làm bụng á, thì mình có làm chung được không? Thì khách hàng mình yên tâm, mình làm chung một lần được luôn. Và với tình trạng sức khỏe của mình thì khi đến với lại bệnh viện JW Hàn Quốc sẽ được các bác sĩ tư vấn và khám sức khỏe cho mình. Với điều kiện sức khỏe của mình ổn định hết thì mình sẽ được tiến hành làm. Cho nên là mình hoàn toàn yên tâm.